Vâng, em Khanh ô tô cũ Hải Dương xin được kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Và trong ngày hôm nay thì em Khanh xin giới thiệu tới chị và các bạn một cái mẫu xe rất là quen thuộc, một chiếc Toyota Vios mà bên em thường xuyên giới thiệu tới chị và các bạn. Nhưng mà hôm nay có cái mẫu xe này đặc biệt ở cái điểm là đây, chiếc xe được sản xuất năm 2018, cuối 2018, và nó mang cái form mới của 2019. Và chị và các bạn nhìn này, nó về đầu trước này, nhìn này, form 2019 nhé. Nó có nhìn cái điểm nó đã khác, nó đã được cải biến đi rồi, cái đầu về hệ thống đèn cũng như hệ thống mặt ca lăng này. Và chiếc Vios 2018 này, thêm một cái điểm đặc biệt nữa là xe được trang bị rất an toàn với hệ thống 7 túi khí. Xe được trang bị 7 túi khí và có hệ thống cân bằng điện tử anh chị ạ. Thế nó mới hiện đại và nó sang trọng, nó hiện đại và nó an toàn, cực kỳ an toàn. Với 7 túi khí anh chị và các bạn nhé, được chia đều cho tất cả các hàng ghế và ở bên trong xe, rất an toàn khi sử dụng anh chị và các bạn ạ. Hệ thống cân bằng nữa, đi rất là sướng, rất là an toàn. Và form của 2018 sản xuất năm 2018 và form của 2019 anh chị và các bạn nhìn nhé, nhìn cái đầu nó có vẻ đỏ hơi vát xuống đúng không ạ, nó mang kiểu dáng dấp của dòng Ford nhé. Nhưng mà nó vẫn có cái điểm đặc trưng của cái form của cái mẫu Vios, Toyota Vios. Và đằng sau xe thì nó cũng cải đi một chút rồi, về hệ thống đèn này, đèn hậu này, trông nhìn nó có vẻ dài hơn và nhìn cá tính hơn. Đấy, form 2019 thì nhìn nó vẻ sang trọng hơn là cái 2018 đúng không ạ, và những đời trước đó thì nó sang trọng hơn. Và đây là một chiếc xe màu vàng cát nhé. Trong thời gian vừa rồi rất nhiều anh chị và các bạn là quan tâm đến cái mẫu xe vàng cát này, một cái mẫu màu là không bị lỗi mốt nhanh như cái màu vàng xám bạc hay là một số màu khác. Màu vàng cát này rất là nhiều anh chị và các bạn là quan tâm và muốn sử dụng. Xe mới chạy có 2 vạn thôi anh chị và các bạn ạ. Xe này mới chạy có 2 vạn thôi và tên tư nhân chính chủ nhé, chưa dịch vụ gì cả. Xe thì hiện tại bên em đang chào bán với giá chỉ trên 400 triệu đồng thôi. 400 triệu đồng, trên 400 triệu thôi. Vâng, nếu quý anh chị và các bạn có nhu cầu mẫu xe này thì liên hệ trực tiếp vào số máy của em Khanh là 0943622611. Vâng, em Khanh ô tô cũ Hải Dương, chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng. Đang chào bán tới anh chị và các bạn cái mẫu Vios 2018, sản xuất cuối 2018 và mang form mới của 2019. Xe trang bị 7 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử cũng như hệ thống phanh ABS trang bị theo xe, rất an toàn luôn, rất an toàn tuyệt đối luôn chị và các bạn nhé. Xe đến hệ thống dàn lốp là còn nguyên theo xe nhé, dàn lốp này còn nguyên theo xe, mới xe mới chạy được 2 vạn mà, nên là chưa bị thay nữa anh chị và các bạn nhé. Lốp sơ cua vẫn chưa hạ luôn, lốp sơ cua vẫn chưa hạ. Dòng này xe này đây là một chiếc bản E, dòng này thì nó cải rồi, nó xi nhan thì nó chuyển xuống trên hông rồi, nó không còn trên gương nữa. Hệ thống đèn thì mang hệ thống đèn halogen, hệ thống đèn rất sáng và có hệ thống đèn pha, đèn sương mù và đèn gầm, và những cái hệ thống đèn này rất an toàn khi đi lại. Và xe hiện tại đang mang biển số của 14A Quảng, một cái mẫu xe mang cái biển số của Quảng Ninh. Xe rất đẹp nhé, như mới anh chị và các bạn nhé, nhìn nhé. Vâng, xe như mới luôn mà giá thì chỉ có hơn 400 thôi, đúng không ạ, mới chạy có 2 vạn thì như một chiếc xe mới rồi, như một chiếc xe mới thôi. Và nếu anh chị và các bạn muốn sở hữu mẫu xe này liên hệ trực tiếp với em Khanh để sở hữu nhanh nhất cái mẫu xe này. Xe rất đẹp luôn, trang bị hiện đại. Đây là anh chị và các bạn nhìn này, nó không khác là chiếc xe mới cả, tất cả tổng thành sơn xi nó còn zin nguyên nhé. Đấy, đây, những cái vết xước sát thì nó chỉ tí tí này thôi, như cái sợi tóc thôi. Đấy, còn tất cả là chưa làm lại cái gì cả, tổng thành sơn xi nhé, chưa làm lại gì cả anh chị và các bạn nhé. Đó, đây hờ gầm bệ này chưa vấn đề gì cả, hộp bu bin đê vẫn còn thẳng tắp này. Đấy, gầm bệ chưa vấn đề gì cả anh chị và các bạn nhé. Đó, xe này nó trang bị cơ bản thì nó cũng chỉ cơ bản như một chiếc, những chiếc xe đời trước thôi, về những hệ thống gương kính chỉnh điện này, rồi tổng thành hệ kính này bằng điện này. Rồi, form thì trong này thì nó cải đi một chút về cái nội thất, cải một chút về nội thất này. Đấy, và nó chỉ đặc biệt là cái nó trang bị đến 7 túi khí, an toàn thôi, an toàn, và có hệ thống, thêm hệ thống cân bằng điện tử nữa.
Và xe trang bị thêm màn hình cam nùi nữa anh chị và các bạn nhé. Đấy, màn hình cam nùi nữa. Đấy, nội thất bên trong này nó chẳng khác gì chiếc xe mới cả. Đấy, trần, nói chung là chiếc xe này em Khanh thì cam kết chắc nịch cho anh chị và các bạn là xe nó không bị đâm xô tai nạn, không ngập nước, không lỗi nha anh chị và các bạn nhé, không lỗi. Cột kẹo keo chỉ là còn zin nguyên nhé, còn zin nguyên, không lỗi gì cả, xe chưa dịch vụ gì cả. Đấy, và hệ thống nội thất cũng như là hệ thống xe thì không khác chiếc xe mới cả. Đấy, anh chị và các bạn thì mẫu xe này bên em sẽ bao test hãng nhé, bao test hãng nên anh chị và các bạn yên tâm này. Đấy, xe đây, màn hình cam nổi nhá. Nội thất bên trong thì nó cải hơn một chút so với nội thất cũ và những phiên bản cũ. Đấy, và hệ thống túi khí này, túi khí này. Đấy, đằng sau cũng có túi khí nhá. Đấy, sau túi khí rất nhiều luôn. Đấy, đến 7 túi khí cơ mà. Đấy, rất an toàn luôn ạ. Đây, về trên hệ thống lái thì nó rất nhiều túi khí này, rất nhiều túi khí anh chị và các bạn nhé. Đấy, rất nhiều này. Quá an toàn rồi. Mới chạy hơn 2 vạn này, hơn 2 vạn. Này, em sẽ đè luôn cho anh chị và các bạn xem. À, xe này, không có con lỗi gì cả. Tất cả trang thiết bị đều rất ok. Không khác chiếc xe mới kìa, cơ bản nữa. Rất đẹp đúng không ạ? Rất đẹp. Tổng thành nâng ngả kính này. Toàn bộ điện này, khóa kỳ cửa trung tâm, khóa kính trung tâm. Rồi gương chỉnh điện đây, gương chỉnh điện. Rồi ok. Đấy, âm thanh thì nghe như vũ trường. Đây em sẽ mở thêm một tí này. Âm thanh thì không khác với vũ trường. Thành quá sướng, nghe quá hay đúng không ạ? Nghe như vũ trường. Em tưởng nghe trên đang ở trên nhạc sàn, đang ở trên bar, nghe rất là sướng. Những cái ốc còn zin nha anh chị và các bạn nhé. Đấy, toàn bộ ốc còn zin này, chưa có vấn đề gì cả. Đấy, cốp này bật phát là tự mở lên, không cần phải như nâng lên như cái phiên bản cũ đấy. Mà lốp xe cua này còn chưa hạ này, lốp xe cua chưa hạ nhé. Tất cả nó sẽ ok luôn, không có vấn đề gì cả anh chị và các bạn ạ. Ok rồi. Vâng, tiếp tục anh chị và các bạn đi xem động cơ cùng em nào. Đi xem nào. Xem động cơ nhé. Cùng em đi kiểm tra cái động cơ của chiếc Vios 2019 này, 2018 này. Đăng kiểm thì chiếc xe của đến tháng 8 2021. Đăng kiểm rất dài luôn anh chị và các bạn ạ. Thôi, máy nó êm như này mà. Máy như đang chạy rốt đa đấy nhỉ. Máy cực kỳ là êm. Máy rất êm này anh chị và các bạn ạ. Cái dòng Vios thì bao giờ nó cũng có cái tiếng như này thôi. Nhưng đấy, tiếng nghe tiếng máy như này, nghe rất thì thầm luôn. Nghe rất thì thầm. Máy zin đét luôn, không bị vấn đề gì cả anh chị và các bạn nhé. Không lỗi nhá, cam kết cho anh chị và các bạn nhé. Máy không lỗi nhá, chưa làm lại, chưa bổ chưa hạ gì cả nhé. Cam kết luôn ạ. À, mẫu xe này bên em có bao test hãng luôn cho anh chị và các bạn luôn. Hoàn toàn yên tâm khi mua xe tại cửa hàng của em Khanh. Cực kỳ là chất lượng luôn anh chị và các bạn này. Chưa động chạm gì đến một con ốc nào cả. Chưa động chạm đến một con ốc nào luôn. Đây anh chị và các bạn nghe nhé. Chưa động chạm đến một con ốc nào, dù là con ốc nhỏ nhất luôn. Đấy, máy
Đó. Vâng, em xin được giới thiệu lại, đây là một chiếc Toyota Vios được sản xuất cuối năm 2018 và mang form mới của 2019 bản. Rất an toàn với hệ thống trang bị 7 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử và hệ thống phanh ABS trang bị theo xe. Và mẫu xe form rất đẹp luôn anh chị và các bạn ạ. Màu vàng cát, xe chạy 2 vạn, không khác gì một chiếc xe mới cả, giá cửa tiền rất hợp lý, trên 400 triệu thôi, trên 400 triệu đồng thôi. Nếu quý anh chị và các bạn quan tâm đến cái mẫu Vios này, đẹp như này và chất lượng như này, liên hệ trực tiếp vào số máy của em Khanh là 0943622621 để sở hữu mẫu xe này một cách nhanh nhất anh chị và các bạn nhé. Vâng, em Khanh xin được cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của em. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở video tiếp theo.